Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về việc xây dựng và ban hành hệ thống kinh tế xanh quốc gia. Đây là hệ thống phân loại để xác định các hoạt động kinh tế và đầu tư giúp thúc đẩy đạt các mục tiêu bảo vệ môi trường, ưu tiên cụ thể của một quốc gia. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hệ thống phân loại xanh sẽ hỗ trợ việc đánh giá quá trình xanh hóa nền kinh tế, thông qua theo dõi và báo cáo chi tiêu và đầu tư cho tăng trưởng xanh trên các cơ sở tiêu chí cụ thể phù hợp với thông lệ quốc tế. Là nền tảng cơ bản để xây dựng chính sách nhằm thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi xanh và điều tiết, thúc đẩy dòng vốn đầu tư, khuyến khích đầu tư vào các hoạt động đóng góp cho các mục tiêu môi trường, tăng trưởng xanh. Dựa trên kinh nghiệm từ quốc tế, Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống phân loại xanh theo danh mục tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với mục đích xây dựng và quốc gia hóa. Dựa trên các mục tiêu tăng trưởng xanh và tiêu chí sàng lọc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến chia ngành kinh tế xanh thành 3 nhóm chính, gồm ngành xanh, ngành chuyển đổi và ngành phụ trợ. Thông qua quá trình phân loại, hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia đưa ra gồm 18 lĩnh vực xanh và 109 ngành kinh tế xanh. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường sớm nghiên cứu ban hành Bộ Tiêu chí Xanh Quốc gia. Đây sẽ là cơ sở cho các bộ ngành triển khai xây dựng hệ thống tiêu chí kỹ thuật làm phân loại xanh theo ngành, lĩnh vực. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi xây dựng ban hành hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia dựa trên phân ngành kinh tế quốc dân, từ đó hoàn thiện tích hợp thêm các ngành kinh tế mới như đầu tư phục hồi môi trường tự nhiên, sử dụng công nghệ mới, năng lượng tái tạo dựa trên tiêu chí phân hạng xanh.